chào các bạn. Thì hôm nay tôi làm video này muốn gửi đến các bạn về một số phương pháp và một số kỹ thuật các hộ gia đình nuôi yến. Thì đặc biệt để làm được một trang trại thì cũng đều rất là công phu, nhưng cái quan trọng nhất là làm sao để cho yến nó về tổ được nhiều. Thì điều đầu tiên nhất đó chính là âm thanh để kêu gọi, kêu dụ chim yến về tổ. Thì điều đó rất là quan trọng. Hiện tại em đang sở hữu những audio chim yến chất lượng cao. Nếu như các bạn ở gần xa muốn quan tâm và muốn cho thu nhập chim yến của mình về tổ nhiều hơn thì vui lòng liên hệ đến em. Thì hiện tại em đang sở hữu những âm thanh của chim yến chất lượng cao. Nếu như các bạn ở gần xa trên mọi miền đất nước của Việt Nam hoặc ở ngoài nước muốn sở hữu những tiếng chim yến này thì hãy liên hệ đến em qua số điện thoại hoặc gửi email cho em để xác nhận địa chỉ, và em sẽ gửi những file đó. Hôm nay thì tiếng chim yến của em gồm có hai loại. Thứ nhất là tiếng chim yến ngoài trời để chiêu dụ chim yến về tổ cách nhiều nhất, và thứ hai nữa là tiếng chim yến ru ngủ. Khi mà chim yến về tổ thì các bạn cần phải cho chim yến nghe những tiếng nhạc của yến để khi nó không lạc lõng ở trong tổ. Luôn luôn ở trong tổ của chim yến đều có tiếng nhạc để ru ngủ, để tạo ra một cái âm thanh quen thuộc cho tiếng chim yến. Vì để cho chim yến nó quen thuộc và thích nghi trong cái điều kiện cũng như là trong điều kiện nhà yến, thì các bạn hãy liên hệ đến em bằng cách là gửi email cho em. Thì mời các bạn hãy xem thao tác của em làm, và các bạn hãy vui lòng làm theo hướng dẫn của em để nhận được những tiếng chim yến chất lượng cao.